1, 2, 3, 4. Rồi, ok, hello anh em, ở lại là em Kiên đây. Rất vui khi được gặp lại tất cả những anh em trong video clip mới ngày hôm nay ha. Thì lúc nào cũng vậy, luôn luôn chúc cho anh em thật nhiều sức khỏe và hái được thật nhiều điều mà anh em mình mong muốn nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Thì số điện thoại của em Kiên cũng là một số điện thoại duy nhất nha anh em, là 0767608997, cũng đồng thời là số Zalo của em Kiên luôn nha. Rồi cảm ơn anh em rất nhiều. Hôm nay em Kiên muốn mang đến giới thiệu với anh em một số mẫu sản phẩm nha anh em. Không dám nói là hiếm đâu, nhưng mà cũng thuộc dạng cực kỳ khó tìm ha. Dòng này thì nó nhỏ hơn size small shop. Em Kiên đang nói tới về những dòng M65 ha. Thì nó nhỏ hơn cả size small shop và ngắn hơn cả X small shop nha anh em. Rồi, không làm mất thời gian của anh em nữa ha. Em Kiên sẽ đi vào sản phẩm. Rồi, trước mặt anh em, con này thì cực kỳ nhỏ ha. Con này thì nhỏ cực kỳ luôn. Ở đây. Rồi, trước mặt anh em là một con áo M65 size X small, X short nha anh em. Size X small, X short. Về dòng size này thì nó được coi là dòng nhỏ nhất của dòng áo M65 rồi ha. Dòng này thì được sử dụng hệ khóa đồng, được sử dụng hệ khóa đồng nha anh em. Con này thì anh em về, anh em nhìn về cái chất áo là anh em biết được cái màu của nó rồi ha. Màu cực kỳ đẹp luôn. Con này màu của con này là được sở hữu màu là màu xanh ô liu nha anh em, màu cực kỳ đẹp. Thường thì những cái dòng size X small, X short là đa số là nó sau những năm 72, 1972 thì nó mới bắt đầu ra những cái dòng size nhỏ nhất này nha anh em. Và những cái dòng size này thì nó cực kỳ khó tìm ở thị trường Việt Nam mình ha. Hay là nước ngoài cũng vậy thôi, vì nó quá nhỏ. Dòng này thì cho anh em nào mà thuộc dạng gà tre á, tầm 55 đến 60 kg mặc con này là cực kỳ đẹp cho em Kiên nha. Những anh em mà nào mà tầm mà đa số nha, ở thị trường Việt Nam mà mình á, là những anh em tầm 55 đến 60 kg rất khó tìm được những con áo mà áo M65 mà size cho nó vừa vặn mình. Đa số là nếu mà anh em tầm 55 kg anh em mặc small short là bị rộng ngay. Đó, đâm ra những cái như những cái con mà X small, X short như thế này nó sẽ là một trong những sự lựa chọn của anh em ha. Rồi, em Kiên sẽ đi vào thông tin chi tiết áo để mà giới thiệu với anh em ha. Rồi, con này được sử dụng hệ khóa đồng nha anh em. Con này là chất xanh, cực kỳ đẹp luôn ha. Em Kiên sẽ cho anh em xem về cận cảnh con áo này ha. Con này thì chất xanh âm mà, rất là đẹp. Rồi, con này dòng này thì được sử dụng hệ khóa. Con này thì được sử dụng hệ khóa General nha anh em. Khóa cổ là General và khóa thân cũng là General ha. Khóa thân cũng là General. Không biết anh em mình thấy rõ không ta. Rồi, em Kiên sẽ cho anh em xem về cái phần tem của nó trước ha. Giờ lấy ra cho anh em xem về cái phần tem của nó nè. Rồi, con này là size X small, X short nha anh em. Con này là được sản xuất năm 1900 được năm 1982 ha. Thằng này thì con này là do nhà thầu Yander Shotcore Industry nha anh em. Yander Shot ha. Dòng này thì được sản xuất năm 1982 nha anh em. Size X small, X short. Tình trạng con áo này em Kiên đánh giá là còn trên 95% ha. Không lỗi lầm, không thủng rách, không bạc màu, màu đều cực kỳ đẹp ha. Dòng này thì nó khá là nhỏ so với em thì 75 kg ha, cao 1m73. Đâm ra là không thể nào mặc được cái con này cho anh em mình xem được hết. Đâm ra là bây giờ em Kiên sẽ cho anh em xem ở ngoài đi ha. Còn về form dáng thì anh em mình biết mà. Rồi, lót dòng này được sử dụng dòng lót caro nha anh em. Được sử dụng dòng lót caro. Rồi, em sẽ cho anh em xem về cái chân khóa ha. Về chân khóa dòng này thì còn tương đối là ổn định ha. Được sử dụng hệ khóa General. Được sử dụng hệ khóa General thì nó có dập một cái chữ G ở đây nè nha anh em. Rồi, tất cả đường bọ là đều zin hết nha. Rồi, cho anh em xem về từng đường line nè. Từng đường line là đều zin hết nha anh em. Dòng này là nó đã là sang đời khóa đồng rồi. Thì nó đã không còn cái chữ A như những dòng khóa nhôm nha anh em. Nó đã không còn chữ A như những dòng khóa nhôm nữa rồi ha. Rồi, thì cái tay, cái phần chữ V của con này thì nó
nó chỉ bị một cái vết hằn nhẹ thôi ha, bị một cái vết hằn cực kỳ nhẹ, đâm ra là khi mà anh em mình đi răng nắng hay là mặt trời tối á thì nó cũng khá là khó thấy được cái vết hằn này ha. Nói chung là em Kiên đánh giá con này là cỡ tầm 95%, cỡ trên 95% ha. Rồi con này thì cực kỳ đẹp nha anh em, màu đều, xanh ô liu, đều cực kỳ đều luôn, size small, x short. Rồi em Kiên sẽ lên thông số con này cho anh em mình cùng nhau tham khảo nha. Vai con này là 46, lưng là 69 và tay là 56 ha. Nếu những dòng small short thì vai nó là đến 48 và lưng là nó đến 73 lận. Đó, con này thì nó sẽ ngắn hơn. Cho anh em nào tầm 55 đến 60kg, cao 1m65, quay đầu là mặt đẹp, cực kỳ đẹp cho em Kiên con này nha. Rồi đầu like em Kiên bán con này với giá là 6 triệu nha anh em. 6 triệu cho một con X-Mon X-Short. Dòng này thì cực kỳ hiếm ha, size X-Mon X-Short. Rồi anh em nào ưng con X-Mon X-Short được sản xuất năm 1982 này, chốt trên Kiên cái mã là SN1 nha anh em. SN1 em Kiên bán con này với giá là 6 triệu. 6 triệu nha anh em. Bây giờ anh em biết rồi, kiếm được những cái dòng mà size nhỏ như thế này thì cực kỳ chua và cực kỳ khó tìm luôn. Dạ rồi em Kiên xuống con thứ nhất ha, em Kiên sẽ tiếp tục lên sản phẩm thứ hai để mà phục vụ cho anh em mình nha. Dạ rồi em Kiên sẽ tiếp tục lên mẫu sản phẩm thứ hai để mà phục vụ cho anh em mình nha. Rồi trước mặt anh em là một con áo M65 do chính hãng Alpha Industry làm nhà thầu ha. Con này thì chất xanh cực kỳ luôn, con này là xanh ô liu nha anh em. Con này là xanh le luôn á. Nhà thầu Alpha Industry là một trong những nhà thầu được gọi là đứng top ha, đứng top về những cái về số vải và màu của những dòng M65 nha anh em. Thường thì những dòng những cái dòng mà M65 do nhà thầu Alpha Industry được sản xuất năm 1966 á thì cái chất nó xanh cực kỳ xanh luôn, nó xanh như là những cái con như thế này nè. Dạ. Rồi, con này là được sử dụng hệ khóa Crown nha anh em. Con này thì được sử dụng hệ khóa Crown. Cái này cái hệ khóa này được gọi là đặc trưng của dòng Crown rồi ha. Anh em có thể xem về cái số vải ha. Anh em có thể xem về cái số vải và cái màu sắc của cái con áo này ha. Rồi trước mặt anh em là một con áo size small short nha anh em. Con này là size small short do hãng Alpha Industry đứng ra làm nhà thầu nha. Rồi em sẽ cho anh em xem về cái phần tem của nó nha anh em. Em không biết anh em mình thấy rõ không ha. Về phần tem thằng này, về phần tem của thằng này thì nó tương đối thì nó hơi bị cũ ha, nó hơi bị cũ theo thời gian thôi. Nhưng mà về chất áo thì anh em mình có thể thấy trên màn hình ha, là nó còn tương đối khá là mới ha. Về chất áo của dòng này thì còn tương đối khá là mới. Nhưng mà nó bị cái là cái tem của nó thì nó hơi bị sương sương nhẹ thôi. Nhưng mà cũng cố gắng cho anh em xem ha. Con này thì được sản xuất năm 1982 nha anh. Con này thì được sản xuất năm 1982 do nhà thầu Alpha Industry làm nhà thầu ha, size small short. Dạ rồi, những thông tin cơ bản ha. Dòng này thì được sử dụng hệ khóa Scoville nha anh em, khóa đồng và khóa cổ là được sử dụng hệ khóa Scoville và khóa thân là được sử dụng hệ khóa Crown nha. Rồi em sẽ cho anh em xem về hai cái chân khóa của dòng của cái thằng này ha. Anh em có thể xem về cái chân khóa giúp cho em Kiên nha. Dạ đây. Đây đằng sau lưng con áo nè. Anh em có thể xem về tổng thể con áo này ha. Con này thì cực kỳ đẹp rồi, chất xanh luôn. Độ mới con này em Kiên đánh giá cũng là trên 95% nha anh em. Không đã làm không thủng rách đều màu ha. Bây giờ em Kiên sẽ mặc thử con này cho anh em mình. Nói chung là con này thì em Kiên mặc không có vừa đâu, em Kiên mặc là phải size medium á. Nhưng mà mặc lên form cho anh em mình xem về cái form dáng của nó là như thế nào ha. Rồi, như những con kia thôi, dòng này thì không có chữ A ha. Và cái chữ V ngay tai của nó thì nó vẫn có một cái vết hằn nhẹ thôi ha. Một cái vết hằn nhẹ theo thời gian thôi ha. Những cái vết hằn như thế này thì anh em mình thì nó không có vấn đề gì hết.
Đấy. Xoay. Anh em thấy ok không anh em? Ở đây. Em kiên là 75kg ha, cao 1m73 thì mặc không vừa con này. Đâm ra là em chỉ mặc lên form, lên form dáng cho anh em mình thấy được cái form dáng của nó thôi ha. Đó, con này thì cho anh em nào tầm 65 đến 70 kg thì sẽ mặc phù hợp với con này hơn nha anh em. Rồi, con này thì dây rút như con hồi nãy thôi ha. Dây rút nón là còn đều đầy đủ hết. Rồi, con này chất xanh nha, chính hãng Alpha Industry. Con này size small short nha anh em, size small short. Rồi, ký sẽ lên thông số con này cho anh em mình cùng nhau tham khảo nha. Con này thì đẹp không từ vết rồi, nhưng mà độ mới của nó thì em kêu đánh giá thì cỡ tầm 95% thôi ha. Rồi, con này cho anh em nào tầm 65 đến 70kg, cao 1m68 quay đầu nha anh em. Vai con này là 48, lưng là 73 và tay là 58 ha. Rồi, em kiên bán con này với giá là 5 triệu 500 ngàn nha anh em. 5 triệu 500 ngàn, độ mới con này là cỡ... trên 95% ha. Con này xanh âm là màu cực kỳ đẹp luôn. Rồi, anh em nào ưng chốt cho em Kiên cái mã là SN2 nha anh em. SN2, em Kiên bán con này với giá là 5 triệu 500 ngàn. 5 triệu 500 ngàn nha anh em, cho quá đẹp cho một con size small short được sản xuất năm 1982 ha. Do nhà thầu Alpha Industry làm nhà thầu nữa thì cực kỳ đỉnh rồi. Số vải của thằng Alpha lúc nào nó cũng dày dặn và cái màu nó cực kỳ đẹp luôn. Rồi em Kiên sẽ xuống mẫu sản phẩm thứ hai, em Kiên sẽ tiếp tục giới thiệu mẫu sản phẩm thứ ba đến anh em mình nha. Rồi sản phẩm tiếp theo em Kiên muốn lên sóng giới thiệu cho anh em ha. Em Kiên lên con cuối là em Kiên nghỉ nha nè. Rồi, trước mặt anh em là một con áo size medium regular ha. Em Kiên sẽ cho anh em xem về hai màu áo của hai con medium. Con này là con mã SN3 ha, và dòng này là dòng SN4. Anh em sẽ cảm nhận được rất rõ về hai màu sắc này nha anh em. Cảm nhận rất rõ về hai màu sắc này ha. Về con bên tay phải của em Kiên, bên con tay phải của em Kiên thì nó có cái chất xanh hơn một chút xíu so với con Alpha Industry đời năm 73 này nha anh em. Đó, anh em có thể thấy cảm nhận được màu rất là rõ ha. Vậy đây. Đấy. Rồi em Kiên sẽ giới thiệu cho anh em về con này ha. Em Kiên sẽ cho anh em xem về cái phần tem của nó trước đi ha. Rồi con này là size medium regular nha anh em. Dòng này thì được sản xuất năm 1979 ha. Dòng này thì được sản xuất năm 1979. Con này thì vẫn sử dụng hệ khóa cổ là General và khóa thân cũng là của General nha anh em. Đây General ha. Rồi em Kiên sẽ cho anh em xem về cái phần chân khóa của nó nha anh em. Về chân khóa của thằng này thì còn tương đối khá là ổn định nha. Về chân khóa của thằng này thì còn tương đối khá là ổn định nha anh em. Rồi, size medium regular được sản xuất năm 1979 nha anh em. Rồi giờ Kiên sẽ mặc thử con này cho anh em mình cùng nhau tham khảo nha. Về thông số ngực vai lưng tay thì nó cũng như những con M65 khác thôi ha. Vai của nó là 53, lưng là 77 và tay là 62 ha. Cho anh em nào tầm 70 đến 75kg thì mặc sẽ ok con này hơn ha, cao 1m7 trở lên. Rồi con này em Kiên cũng bán giá là 3 triệu 500 ngàn nha anh em, 3 triệu 500 ngàn. Độ mới là trên 95% ha. Rồi giờ em Kiên sẽ mặc thử con này cho anh em mình cùng nhau tham khảo ha. Rồi bây giờ đi soi trước đã. Xem là con này là nó có lý do tại sao là nó là 95% nha anh em. Và phần tay bên này thì còn tương đối khá là ổn định ha. Đều màu. Con này thì còn tương đối khá là ổn định ha. Rồi, em Kiên sẽ cho anh em xem về phần tay bên này ha.
Về phần tay bên này thì nó hơi bị dính dơ, dính bẩn một chút xíu. Anh em mình vài anh em mình thứ nhất là nó cũng không có quá ảnh hưởng đến độ thẩm mỹ của áo ha. Và thứ hai, nếu mà anh em và anh em có thể xử lý giúp cho em Kiên ha, nó chỉ bị cái này là nó cái vết này thì nó cái vết dơ này thì nó rất là nhỏ ha. Đấy, ở dưới này nữa nè. Mấy cái này thì nó không ảnh hưởng tại vì nó nằm ở dưới phần tay ha. Đó, khi mà anh em mặc vô là nó nằm ở phía dưới phần này nè. Đó, nó nằm ở phía dưới phần này, đâm ra là nó cũng khá là khó thấy á. Anh em nào mà tầm 70 ha, 70 đến 75 kg thì mặc những cái con size medium regular á thì sẽ ok hơn ha. Đấy, em kia là 75 kg nè, cao 1m73 nha anh em. Em kia 75 kg, cao 1m73 ha. Rồi. Con này xanh cũng khá là đẹp nè. Độ mới trên 95% ha. Không lỡ lầm, không thủng rách, dây rút, nón còn đều đầy đủ hết nha anh em. Rồi, em Kiên bán con này cũng với giá là 3.500.000 nha anh em. Rồi, anh em nào ưng chốt em Kiên cái mã là SN4 nha anh em. SN4, con này thì không lỡ lầm, không thủng rách gì rồi. Nó chỉ bị một cái vết dơ này thôi. Em Kiên cũng đã thông báo cho anh em rồi ha. Ngoài ra, không vấn đề gì hết. Rồi, em Kiên xong like nha anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều nếu mà anh em xem được đến đây ha. Nếu mà trong quá trình quay có những cái vấn đề gì sơ sót thì mong anh em mình bỏ qua. Và mong sẽ được sự đồng hành của anh em trong những video tiếp theo nha anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều. Thân chào anh em.